Khó thở khi mang thai là điều khó tránh khỏi của hầu hết các mẹ bầu, có thể xảy ra do nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, nguyên nhân thường gặp nhất là khi mang thai, bà bầu sẽ phải cần oxy nhiều hơn bình thường và trở thành một trong những cách để nạp oxy vào cơ thể. Hormone progesterone tăng lên khiến phổi bị ảnh hưởng trực tiếp, kích thích trung tâm điều khiển hô hấp trên não khiến nhịp thở trở nên khó khăn và gấp gáp hơn. Tình trạng bà bầu bị khó thở bắt đầu xuất hiện từ tháng 4 của thai kỳ khi bé cưng ngày càng tăng dần về kích thước và gây áp lực trên phần cơ nằm dưới phổi, khiến mẹ có thể cảm thấy khó khăn hơn để thở. Vậy làm cách nào để mẹ bầu khắc phục tình trạng này? Hãy cùng tham khảo 5 mẹo sau nhé! 1. Thở bằng bụng thay vì ngực. Độ sâu của hơi thở rất quan trọng trong việc khiến mẹ cảm thấy thoải mái hay không. Khi cảm thấy khó thở, mẹ bầu có thể thử cách hít thở dưới đây. Nằm ngửa thư giãn, tay đặt lên bụng, bắt đầu hít vào bằng mũi, phình bụng sao cho tay bạn có thể cảm nhận được chuyển động này. Hít vào cho đến khi cảm thấy phổi và bụng đã đầy không khí. Giữ lại vài giây, nhẹ nhàng thở ra bằng miệng cho đến khi cảm thấy bụng và phổi đã trống. Lặp lại việc này trong 5 đến 10 phút. 2. Thở bằng miệng. Một cách thở hữu ích khác dành cho các bà bầu đang gặp vấn đề trong chuyện hít thở là thở bằng miệng. Cách thở này giúp mẹ lấy được nhiều oxy, đồng thời thư giãn thoải mái, giảm được rất nhiều cảm giác căng thẳng và mệt mỏi. Đây là cách thở mà mẹ có thể áp dụng khi đang đi làm. Các bước thở bằng miệng như sau: ngồi ở tư thế thoải mái, thư giãn các cơ ở cổ và vai, ép hai môi lại với nhau và chỉ chừa một khoảng nhỏ chính giữa, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Trong lúc này đếm từ 1 đến 4, tiếp tục lặp lại từ 4 đến 10 phút. 3. Tránh căng thẳng. Khi mang thai, không nên làm việc hấp tấp, vội vàng và tránh những công việc gây căng thẳng, áp lực cho cơ thể. Đặc biệt, các mẹ đang có vấn đề về hô hấp như sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang hay bị hen suyễn cần chú ý hơn về biểu hiện bất thường khi hít thở. Tránh gắng sức mang vác đồ đạc, nên kê cao gối khi ngủ và ban đêm và kê cao chân khi ngủ để máu lưu thông dễ dàng hơn. 4. Nằm ngồi đúng tư thế. Mẹ bầu cần lưu ý về tư thế ngồi. Tư thế ngồi tốt nhất cho mẹ bầu là nên ngồi thẳng và đẩy vai về phía sau, tạo điều kiện thuận lợi cho không khí vào phổi, giúp phổi mở rộng và giảm áp lực cho cơ hoành. Ở những tháng cuối kỳ, mẹ bầu nên có một chiếc ghế dựa để ngồi nghỉ ngơi, vì lúc này nằm nhiều sẽ làm cho mẹ bầu trở nên khó thở vì em bé chèn ép cơ hoành của mẹ nhiều hơn. 5. Chọn trang phục thoải mái. Mẹ nên chọn trang phục bầu rộng rãi, không bị bó buộc phần ngực để việc thở được thoải mái dễ dàng hơn. Tình trạng khó thở khi mang thai thường làm mẹ bầu có cảm giác mệt nhọc nặng nề. Việc chú ý hơn đến cách hít thở, áp dụng các mẹo giảm sổ mũi, ngạt mũi là cách hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó, mẹ cần đảm bảo dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ để giảm khó chịu. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!